Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, kinh tế quốc tế được xem là một trong những ngành chủ lực, đóng vai trò quan trọng trong sự gắn kết, hội nhập và phát triển của mỗi quốc gia. Tại các doanh nghiệp, nhu cầu về chất lượng nguồn nhân lực của ngành kinh tế quốc tế cũng ngày một tăng cao. Đi kèm với áp lực cạnh tranh, đây vẫn là ngành học đầy tiềm năng phù hợp với xu hướng phát triển của thời đại và thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ. Hãy cùng UEF tìm hiểu chi tiết về ngành kinh tế quốc tế trong video này nhé! Kinh tế quốc tế là ngành học nghiên cứu sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế giữa các quốc gia, bao gồm các hoạt động giao dịch, mua bán của các quốc gia hay các tổ chức kinh tế của nước này với nước khác. Thông qua đó, các nước thỏa thuận đi đến một mục tiêu chung, lợi ích chung về kinh tế. Theo học ngành kinh tế quốc tế, các bạn sẽ được đào tạo kiến thức nền tảng về quản trị kinh doanh, các vấn đề tổng quan và chuyên sâu về thương mại quốc tế, các chính sách kinh tế đối ngoại hiện nay liên quan đến vấn đề chống bán phá giá, tranh chấp trong thương mại, đầu tư quốc tế tại Việt Nam. Bên cạnh đó, trong quá trình học, sinh viên còn được trang bị nhiều kỹ năng thiết thực để thuận lợi gia nhập vào thị trường lao động như giao tiếp và đàm phán, các nghiệp vụ về thanh toán quốc tế, cách thức xâm nhập thị trường nước ngoài, các môn học chuyên ngành tiêu biểu, thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế, tài chính quốc tế, quản trị quốc tế, quản trị đa văn hóa và xuyên quốc gia, kinh doanh quốc tế. Một số tổ chức cần thiết để các bạn trẻ học tốt ngành kinh tế quốc tế có thể kể đến như yêu thích hoạt động kinh doanh, có khả năng thu thập và xử lý thông tin, khả năng giao tiếp ngoại ngữ, đàm phán, thuyết phục tốt, khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc cao. Tại UEF, ngành kinh tế quốc tế áp dụng 4 phương thức xét tuyển là xét theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh, xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn, xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 3 học kỳ. Đối với hình thức xét tuyển bằng điểm học bạ lớp 12 và điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh có thể lựa chọn đăng ký các tổ hợp môn sau: A00 Toán lý hóa, A01 Toán lý Anh, D01 Toán văn Anh, C00 Văn sử địa. Hiện nay, ngành kinh tế quốc tế đang được đào tạo tại các trường đại học uy tín như Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh UEF, với chương trình đào tạo được cập nhật liên tục, phù hợp với thực tiễn vận động của nền kinh tế trong và ngoài nước. Các bạn sẽ được trang bị kỹ năng và kiến thức cần thiết để phục vụ cho quá trình phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực này. Sau khi tốt nghiệp, các tân cử nhân ngành kinh tế quốc tế có thể tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp tại các vị trí như nhân viên kinh doanh, nhân viên xuất nhập khẩu tại các doanh nghiệp, chuyên gia hoạch định tài chính quốc tế, chuyên gia nghiên cứu thị trường, chuyên gia marketing quốc tế, chuyên gia quản trị chuỗi cung ứng, nhà tư vấn quản trị kinh doanh quốc tế, giảng viên và nghiên cứu viên tại các trường đại học, viện nghiên cứu. Với định hướng quốc tế, UEF đang triển khai các chương trình đào tạo song ngữ, trong đó 50% thời lượng học tập được thực hiện bằng tiếng Anh. Cách tiếp cận này góp phần giúp sinh viên nâng cao khả năng ngoại ngữ, từ đó tạo ra nền tảng năng lực vững chắc cho quá trình hội nhập toàn cầu. Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy là những chuyên gia có trình độ cao, được đào tạo từ nước ngoài và sở hữu kinh nghiệm thực tiễn phong phú. Từ các giờ học trên giảng đường, các bạn không chỉ được tích lũy kiến thức lý thuyết mà còn có thể trang bị các kỹ năng thực hành cần thiết để tự. Bên cạnh đó, mạng lưới đối tác quốc tế rộng lớn của UEF cũng góp phần hiện thực hóa giấc mơ xuất ngoại học tập, trải nghiệm của rất nhiều thế hệ sinh viên. Bằng việc nắm bắt cơ hội để tham gia các chương trình giao lưu văn hóa, học kỳ quốc tế, trại hè quốc tế và thực tập nước ngoài, các bạn sẽ được phát triển năng lực ngoại ngữ, mở rộng góc nhìn và hoàn thiện bản thân. Môi trường học tập gắn kết với doanh nghiệp thông qua các chuyến tham quan, thực tập, kiến tập thực tế tại trụ sở công ty cũng mở ra cơ hội để sinh viên tiếp cận quy trình làm việc chuyên nghiệp, tăng cường sự kết nối với các chuyên gia đầu ngành. Bên cạnh nền tảng lý thuyết, những trải nghiệm thực tiễn này sẽ giúp các bạn tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm, sẵn sàng khẳng định bản thân và trở thành nguồn nhân lực chất lượng cho thị trường lao động. Ngoài ra, hàng năm UEF cũng triển khai nhiều chính sách học bổng giá trị dành cho những thí sinh có điểm xét tuyển cao vào trường theo các phương thức khác nhau. Với nguồn trợ lực thiết thực này, nhà trường hy vọng sẽ tiếp thêm sức mạnh cho các bạn sinh viên trên con đường hiện thực hóa đam mê của mình. Kinh tế quốc tế là ngành học đầy tiềm năng với các bạn trẻ có thế mạnh ở lĩnh vực kinh doanh, đàm phán và mong muốn làm việc trong môi trường quốc tế. Nếu yêu thích và có mong muốn theo đuổi ngành kinh tế quốc tế thì các bạn hãy thường xuyên theo dõi các kênh truyền thông chính của UEF để cập nhật thông tin mới nhất về ngành học này nhé!